với thủ đô Hà Nội, Bangkok thì so với thủ đô Hà Nội thì là sạch sẽ, văn minh hơn nhiều, đường thông thoáng, xe máy, xe đạp và các phương tiện đi rất là ngay ngắn, văn minh, không có sự chen lấn xô đẩy, họ đi rất là văn minh, kể cả những chỗ đông cũng thế. Đường lối phân lô các kiểu không có cái tình trạng giao thông hỗn loạn mạnh ai đây đi. Đây đường phố họ rất thông thoáng như này, rất ít phương tiện xe máy. Kể cả vào những ngõ nhỏ như này mà đi cũng rất là dễ đi. Đây, phương tiện người ta rất gọn gàng. Đây, rất gọn gàng. Xe máy rất gọn gàng. Đây, ngõ nhỏ xe đi ngược chiều nhưng mà không bao giờ bị tắc. Đây, cái ý thức tham gia giao thông của họ cũng rất tốt. Đặc biệt là không có chuyện còi ô tô xe máy, không có còi âm ỉ gì cả. Chỉ có điều cái xe mà đang ngồi đây là xe lam, xe đò, thế nên là cái động cơ với cái tiếng nó hơi ồn. Bác tài này như là độ bô do tiếng bô của bác tài như kiểu xe phân khối lớn ấy. Bác tài già này có vẻ ưa mà phân khối lớn. Và cái vào cua cũng khá là mạnh. Trang trí nhiều cái nó khác Việt Nam. Đây là một ngã tư đèn đỏ. Chùa vàng hay sao ạ? Đất nước chùa tháp.
đây là một khu gì đây, rất là đẹp rực rỡ. Rồi, kết thúc clip ở đây để xuống đi trải nghiệm tí ạ. Đẹp quá. Chân ái kính chào quý vị và các bạn. Đẹp quá.